Sám văn: nguyện nhờ Phật lực khiến tất cả chúng sinh trong lục đạo giác ngộ mà đến đạo tràng. Nếu người nào thân hình bị câu thúc trở ngại, có lòng mà không thể đến được, thì xin nhờ lực chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh thâu nhiếp khiến họ có thể đến được đạo tràng này, thọ lãnh sự sám hối. Chúng con vì sân hận, tham ái, ngu si, kiêu mạn, tật đố mà tạo nghiệp nói dối, đâm thọc, chia rẽ, phá hoại thâm tình quyến thuộc, làm người đau khổ, khiến họ gây gỗ đấu tranh, cốt nhục chia lìa, làm nhiễu hại tất cả, hoặc tạo tội ỷ ngữ, nói lời tục, lời vô nghĩa, vô ích, gây phiền cho cha mẹ, sư trưởng, bạn bè và hết thảy chúng sinh. Khẩu nghiệp xấu ác như vậy tạo ra oán thù vô lượng vô biên, ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Giải thích: lưỡng thiệt là nói lời ly gián, đâm thọc hai bên, chiêu quả báo rất nghiêm trọng. Người phạm lỗi này không ai ưa thân cận, nhất định sẽ đọa cõi ác, bị cắt lưỡi cả ngàn lần. Ỷ ngữ là chỉ tất cả ngôn từ chứa ý dâm tà bất chính. Ngày xưa dịch là ỷ ngữ, có nghĩa là tạp uế cử. Phàm những ngôn từ vượt vòng khuê cát, không tao nhã thanh bai đều là ỷ ngữ. Ngày nay gọi là lời hôi tanh, tức những lời tục tiểu, đồi trụy, dâm ngôn, vân vân đều là ỷ ngữ. Tất nhiên người tu không được dùng. Trong sám văn chỉ nói là vô nghĩa ngữ, vô lợi ích ngữ, nhưng thực chất đều thuộc về ỷ ngữ. Trong Thập Thiện Giới Kinh có nói về quả báo ỷ ngữ. Kẻ nói lời vô ích, vô nghĩa, ca ngợi ngũ dục, nói lời tục, đen tối, đồi trụy, thốt lời như gai gốc, chuyên mốc, châm, chúng sinh, người này sau khi mệnh chung sẽ bị đọa vào địa ngục rừng trong, bị trăm ngàn trong nhọn móc lưỡi ra, cắt thành trăm ngàn đoạn. Những người ưa ỷ ngữ cần nên thức tỉnh. Chẳng nói lời uế ngữ vô ích, oán nghịch vô biên đều trừ diệt. Ha ha ha,